Hello, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Monster Legend là mình đây, tôi chẳng cả nhà ơi. Sorry cả nhà, vì bạn làm cái channel Pokemon Go cả nhà, cho nên là không tập trung được vào Monster Legend nhiều. Cho nên là như mình đã nói ở các cái video đầu, sau khi đăng Monster Legend mình sẽ đăng khá là ít cả nhà. Ok, nhà thông cảm nha. Rồi, tập hôm nay chúng ta sẽ đi cập nhật tình hình về Ren trong Monster Legend nha. Chúng ta cùng xem thử là bạn nào đang là top monster trong Monster Legend hiện tại nha. Ok, let's go cả nhà. Ok cả nhà, mình đang ở trong trang web Monster Legend competitive.fandom.com cả nhà, thì trong này nó cập nhật mà các cái bảng rank. Rồi, chúng ta sẽ có top đầu OP rank cả nhà, là những con hiện tại đang khá là mạnh đó. Chúng ta sẽ có Diabolus Hellbringer cả nhà, Enkidu the Ultimate, Brighton Ultimate và Teron Tybon cả nhà. Thì bốn bạn này đang là mạnh nhất trong rank của Monster Legend các bạn. Rồi, còn về X rank thì chúng ta sẽ có vẫn là Ivory cả nhà, và các bạn mới đó là Goblast và Mader Chainizer cả nhà. Còn cái này là X cộng các bạn. Còn X trừ, X thường thì vẫn có Chatting. Ủa, King Adam vẫn là nằm trong top rank cũng như là Torupter, một monster. Wow, người còn tin. Rồi, mấy cái bạn Edge này thì chắc không sử dụng nữa rồi, không biết là có sử dụng nữa hay không. A cộng nữa mà Rana các bạn, đó là Babasi, Dumben cũng như là Ephoserun. Rồi, các bạn dưới này thì chắc bỏ qua luôn đi các bạn. Chúng ta sẽ tập trung vào những bạn OP Ren cả nhà. Đầu tiên là Diabolus cả nhà, hay Printer cũng như là đây. Thì hồi nãy mình có check trong cái rank trong Monster Legend cả nhà, chúng ta sẽ thấy hai bạn này nhiều nhất. Đó là một là Diabolus Hellbringer cũng như là hai là Bright Maroon cả nhà. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào game và chúng ta xem các cái skill cũng như là các cái gì ta? các cái relic cả nhà. Nó các những người trên thế giới người ta thêm như thế nào? Để chúng ta, ví dụ mà các bạn có các bạn này, chúng ta sẽ làm theo đó cho nó mạnh các bạn. Ok, rồi mình hiện tại là đang quay trở về là cái arc chính của mình đây, tôi chẳng Monster Legend các bạn. Arc huyền thoại luôn. Ok, mình vừa mới nhận xong cái phần thưởng từ cái trang web các bạn. Nếu mà các bạn chưa có cái đảo này thì những cái bạn nào mà đạt level 100, chúng ta sẽ kích vào cái daily free gift này cả nhà. Chúng ta sẽ vào đó, chúng ta nhận và cho hai cái đảo luôn hả. Một quái vật mythic free giống như là một cái token cả nhà. Rồi, collect. Ủa, như vậy là cho hai đảo luôn hả cả nhà. Nó mở luôn cái rương chứa quái vật mờ. Bằng gì đây? Quasa crop. Rồi, một đảo này. Hai đảo ấy. Như vậy là trong đó mình thấy là hai cái đảo gộp lại chắc cái đảo này rồi thôi, chỉ một đảo thôi các bạn. Nó ghi vậy thôi, thực chất là có một đảo thôi cả nhà. Đúng không? Để mình xem nha. Đúng rồi. Chắc là hai cái đảo trong cái hình này gộp lại thành cái này các bạn. Rồi, như vậy là mình đã có cái thêm cái island để mình xây thêm các cái nhà cho quái vật mờ. Nhưng mà chắc không có thời gian để cài đâu các bạn, nên là lâu lâu mình vào mình cập nhật cho những bạn có động lực chơi thôi nha. Ok, chúng ta cùng vào cái rank của Monster Legend. Chúng ta cùng check đây. Bây giờ cái list này khi mà kéo lên trên đâm rồi kéo lên trên này, chúng ta sẽ thấy cái Olympus cả nhà. Đây là cái mùa rank mới, mình không biết, mình chưa tham gia từ bao giờ cho nên là sao nó thay đổi nhiều quá ta. Rồi, see leaderboard cả nhà, chúng ta sẽ xem thử là các cái bạn các cái người chơi top các bạn này. Gigi, rồi một số bạn mới, rồi một số các top player trên toàn thế giới các bạn. Đây, chúng ta cùng vào view team. Ủa, cái này là xem team rank rồi các bạn. Đây profile cả nhà. Đây cả nhà.
Đó, vừa vào chúng ta thấy Diabolus rồi cái nhà này. Đó, bạn này được chứ, mình làm video rồi, các bạn mượn ác của quyền mình review rồi. À đây, năm cái try các bạn. Skill đó là bạn này chọn đó là thầy chiêu này cái nhà. Mephistopheles, Memon cái nhà. Azazel cũng như là Legion. Đó, chiêu này là nó random hiệu ứng tọt cái nhà đến tất cả các đối phương áp dụng cái two vision là tăng nhân đôi cái độ chính xác cũng như là boost exotic cho bản thân bạn này. Chiêu hai đó là fear gây mất tuôn cũng như là 50% bị lại rồi hồi máu 3 tuôn 20% hiệu pha hiệu ứng đốt cái nhà cho tất cả quy hoạch đối phương, fear cho tất cả quy hoạch đối phương luôn. Azazel là fear luôn cái nhà, mega position điều khiển cái chiêu điều khiển rồi. Chiêu này cũng một season lâu cái nhà, áp dụng cho tất cả các đối phương. Relic thì bạn này add một cái Underworld The Wheeler Top cái nhà. Nó khi mà người mặc giảm xuống ở trên chứ trên 50% máu. Máu người mặc trên 50% thì nó gây một lượng sát thương đó là 159.000 boy. Fire damage cái nhà. Đó là một cái sát thương hệ lửa cho tất cả các đối phương luôn, 160.000 sát thương hệ lửa. Sau đó áp dụng thêm một cái hiệu ứng tọt nữa cái nhà total để random cho một cái vật đối phương thôi hay là sử dụng đó. Đây cái trap này, cái trap thì nó chủ yếu là boost rồi cũng như là nếu người mặc chết cái nhà thì nó gây sát thương hệ thực vật. Rồi tiếp theo là ngủ Everick cái nhà, bạn này dùng Everick. Rồi chúng ta cùng xem lại tiếp các cái quái vật OP nó có trong này không nha. Vẫn sử dụng setting cái nhà. Vẫn sử dụng setting. Mình rất ngạc nhiên khi mà King Adam vẫn còn trong top Monster, không biết là có được remade lại không. Mà sao vẫn thấy King Adam nằm trong top. Wow, hay ta. Ok, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đang tìm OP Monster cái nhà Chi Chi để xem thử người chơi Chi Chi này có đây nhà, chính là nó Primarine Unimate nha. Rồi bạn này mình cũng review rồi đúng không, mình có review rồi cái nhà. Ui, cái rune speed tới 14 luôn các bạn, giàu giá mà. Đây thì chính chúng ta đó là Primarine cái nhà Unimate đây. Các cái skill đó các bạn, chúng ta sẽ có chiêu này nha, Enforcement Spot rồi Hidden Firework cooldown activate với lại Defensive Program với nhà. Thì chúng ta các cái skill này là nó chủ yếu là activate on cooldown, nó gây mất lượng, nó gây mất thời gian hồi chiêu của tất cả các skill của nhà. Mega Stop, Real Time Stop rồi Mega luôn các bạn, cho một với vật đối phương thôi cũng như là xóa Control mình rồi. Đây có hai chiêu activate on cooldown các bạn, một cái là gây cho một quái vật đối phương và một cái là gây cho tất cả của đối phương, thêm một cái xóa cái evasion sau đó nó áp dụng activate cooldown. Hơi bị kinh các bạn, chắc bạn này là chắc chắn là support rồi, support 100% rồi các bạn. Relic thì chúng ta sẽ có một cái hồi sinh Genji cái nhà Maider rồi một cái lớp, một cái dây chuyền lớp đó. Như vậy chúng ta sẽ có trong cái team này là có hai bạn OP trong team attacker luôn các bạn, và một nhân vật thứ ba đó là Everick cả nhà. Như vậy thì Enkidu vẫn chưa thấy trong trong cái bảng xếp hạng top cả nhà. Đây cái thanh niên này hình như là mới các bạn, hay à mới các bạn. Bây giờ mà nó biết này, đẹp ta ha, làm nhân vật rất là đẹp luôn, kiểu god các bạn, god. Quá đẹp rồi. Vẫn không có hai ông kia trong như vậy thì bảng xếp hạng đó mình thấy là chỉ đúng được hai hai bạn thôi, còn trong thực tế khi mà dùng team thì chỉ có Diablo với lại động Diablo với lại này bạn này thôi các bạn, Unimate. Như vậy cái team đặc trưng trong trong team attack chiếm tấn công các bạn thì đấy, ba bạn này chủ yếu nha. Một là Diablo, hai là bạn Unimate này, và ba là
Average đó, nếu mà bạn nào vui chúng ta tấn công học thêm các những người chơi top thế giới này các bạn. Ok rồi, về team của mình thì nó đã bị out meta các bạn, out cực kỳ lâu rồi. Bây giờ mà chơi lại thì sẽ không đua top được, cũng như là không có làm gì được đâu, chơi cho vui thì được các bạn. Đó, bây giờ cũng có thời gian cài đi các nhà. Ok rồi, lâu 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 mình làm video các nhà xem cho vui nha. Ok, cảm ơn các nhà rất nhiều vì đã vẫn xem các cái video của mình, cũng như là follow channel. Bye bye các nhà, các video lần sau nha. Yes. Bye.